Chào các bạn, tin nhanh 247. Diễn kiến SV610X xe nước bài cổ điển mới của nhà Suzuki tại triển lãm Tokyo 2007 sắp diễn ra trong tháng sau. Suzuki sẽ trình làng cái mẫu xe nước bài với thiết kế lò hoài cổ mới có tên SV610X. Và hiện tại cái mẫu xe này mới chỉ là phiên bản compact, nhưng nó được hãng Suzuki phát triển đến giai đoạn cuối, sẵn sàng đưa vào cái giai đoạn sản xuất hàng loạt để tung ra thị trường. Việc ra mắt SV610X trong cái triển lãm Tokyo 2007 chỉ nhằm đánh giá phản ứng của khách hàng trước khi chính thức đưa thương mại hóa cái mẫu Nikkei sử dụng cái động cơ LVT này. Theo Suzuki, SV610X được phát triển dựa trên cái mẫu compact SV610 Ready mà hãng từng giới thiệu vào năm ngoái. Vì vậy, Suzuki SV610X sẽ mang một số trang bị tương đồng với SV610 Ready, như cái bộ vỏ gọn nhẹ, kính chắn gió tích hợp ốp đèn pha, gương đèn sương mù, tay lái lip on và yên bọc da trang trí v.v. Và so với cái mẫu SV610 Ready ra mắt năm trước, thì cái mẫu xe mới này đã được lược bỏ ống xả đồi, ốp yên ở sau và gương chiếu hậu gù tay lái v.v. Ông Bose, tổng giám đốc Suzuki tại Anh cho biết, cái mẫu xe này Suzuki SV610 Ready với cái phong cách là cổ điển, nổi tiếng, được rất nhiều người quan tâm vào năm ngoái. Và năm nay, cái mẫu Suzuki SV610X đã chính thức là phiên bản cải thiện cái mẫu compact trước. Và đồng thời, đây cũng là cái mẫu xe cho cái phiên bản thương mại của nhà Suzuki. Và hiện tại, chúng tôi chưa có thể đưa ra chính xác cái thời điểm xe có mặt trên thị trường. Nhưng trước hết, chúng tôi muốn đánh giá phản ứng của khách hàng rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng về cái việc thương mại hóa cái dòng SV610X. Trước đó, Suzuki SV610X sẽ có màn ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Tokyo 2007, sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 10 sắp tới. Việc Suzuki đưa ra mắt cái mẫu xe này vào giai đoạn sản xuất hay không, có lẽ phải chờ đến cái triển lãm ESMA 2007. Cái sự kiện có lượng khán giả lớn hơn diễn ra trong tuần tháng 11 ở Milan, Ý. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, là chi tiết nhớ like, share, subscribe.